Chào anh chị, rất vui được gặp lại anh chị trong buổi thứ sáu này. Mình tên là Thắng, mình là chuyên gia phân tích nghiệp vụ của công ty cổ phần và dịch vụ IAP. Và trong buổi thứ sáu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào ba nội dung chính. Một là mô hình triển khai BI, hai là một số lưu ý khi thiết kế dashboard, và ba là một số lưu ý khi lựa chọn biểu đồ. Trong quá trình chia sẻ thì mình cũng sẽ có chia sẻ một số tip các bài học, các case study mình gặp khi làm việc với các doanh nghiệp. Và để đầu tiên trước khi bước vào phần mô hình triển khai thì để mọi người hiểu rõ hơn BI là gì, thì để có thể hiểu một cách đơn giản, BI là một hệ thống giúp trực quan hóa dữ liệu và giúp người dùng có thêm thông tin. Và với việc có thêm nhiều thông tin mới này thì việc ra quyết định sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tiếp theo thì mọi người có thể thấy trên màn hình là tổng quan của một hệ thống BI. Một hệ thống BI thường sẽ gồm có 5 tầng. Tầng đầu tiên sẽ là tầng hạ tầng công nghệ thông tin. Tầng thứ hai sẽ là phần nghiệp vụ, phần mềm nghiệp vụ. Và tầng thứ ba sẽ là phần kho dữ liệu. Tiếp theo sẽ là tầng hệ thống quản trị thông tin là Business Intelligence, và cuối tầng cuối cùng sẽ là giao diện người dùng. Ở tầng đầu tiên, hạ tầng công nghệ thông tin, thì ở tầng này sẽ bao gồm như là các mạng lưới, máy tính, server, cloud, bảo mật và các server như là để backup dữ liệu. Và sau phần tầng hạ tầng thì sẽ đến tầng phần mềm nghiệp vụ. Ở tầng phần mềm nghiệp vụ này được chia ra làm hai hệ thống. Hệ thống đầu tiên sẽ là hệ thống phần mềm nghiệp vụ như là ERP, marketing, phần mềm nghiệp vụ cho phần phục vụ cho marketing, phần mềm nghiệp vụ bán hàng như là POS, phần mềm chăm sóc khách hàng như là CRM, hoặc là phần mềm quản lý nhân sự như là HRM. Và ngoài cái hệ thống phần mềm Ngoài hệ thống phần mềm nghiệp vụ này ra thì chúng ta còn có một hệ thống quản lý dữ liệu phi cấu trúc như là phần mềm để chat, mạng nội bộ này, hoặc là phần mềm để truyền thông, phần mềm để theo dõi tiến độ công việc, thì được gọi chung là hệ thống quản lý phần mềm thông tin. Và dưới tiếp theo là tầng về kho dữ liệu. Ở kho dữ liệu này cũng thường được chia ra làm hai loại kho. Kho đầu tiên là kho có chứa dữ liệu dạng cấu trúc từ các phần mềm nghiệp vụ đẩy sang, sẽ là data warehouse. Và kho thứ hai để chứa các dữ liệu phi cấu trúc như là các dòng text này, các dạng ảnh, thì sẽ được đẩy vào data lake. Và doanh nghiệp thường sử dụng cái data lake này và công nghệ machine learning, tức là máy học hoặc là AI, để phân tích các dữ liệu đến từ, ví dụ như là đến từ mạng xã hội như là Facebook, Google hoặc là Twitter. Thì tiếp theo dưới cái tầng kho dữ liệu thì sẽ đến tầng khai thác thông tin, là tầng hệ thống quản trị thông minh Business Intelligence. Với cái tầng này thì quản lý cấp trung có thể theo dõi và quản lý vận hành doanh nghiệp, và quản lý cấp cao có thể nhận được các báo cáo để có thể có cái nhìn tổng quát về tình trạng doanh nghiệp. Và sau khi khai thác dữ liệu xong thì để đưa dữ liệu đến tay người dùng thì cũng cần có một số thiết bị như là điện thoại di động, máy tính bảng, laptop hoặc là nhúng ở trên các website, các cổng thông tin điện tử. Thì đây là một hệ thống tổng quan BI mà có thể nói là chung nhất. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các cấp độ BI trong doanh nghiệp. Thì hiện nay cấp độ BI được chia ra làm 6 tầng. Tầng 1 sẽ là unorganized, sẽ tức là chưa sắp xếp mà chưa được tổ chức gì cả. Tầng thứ hai sẽ là các báo cáo liên quan đến vận hành. Tầng thứ ba sẽ là các báo dashboard quản lý. Tầng thứ tư sẽ là Self-service analysis. Tầng này tức là sẽ là tự dùng dữ liệu để tự phục vụ nhu cầu. Tầng thứ năm sẽ là data-driven prediction, tức là mình sẽ dùng dữ liệu để dự báo.
Và tầng thứ 6 sẽ là actionable insight, tức là sẽ là tự đưa ra quyết định, máy sẽ tự đưa ra quyết định cho mình. Và để đi sâu hơn thì với các doanh nghiệp đang ở cấp độ 1, 2 thì thường dữ liệu của họ tản mát và không được và không tập trung. Doanh nghiệp thường quản lý bằng Excel hoặc là Firework. Lúc này dữ liệu sẽ ở trạng thái rời rạc và không có tính liên kết với nhau, và thường được sử dụng bởi con người, và cũng chính con người là cũng là nhân tố chính để tổng hợp dữ liệu. Thì lúc này nó sẽ nảy sinh ra một vấn đề là các báo cáo được cung cấp thường là dưới dạng bảng chữ hoặc số và nó rất thiếu tính trực quan. Thời gian tổng hợp thì cũng rất là lâu. Và để tổng hợp được một báo cáo thì cũng phải qua nhiều bộ phận ban ngành nhận đủ file rồi tổng hợp lại. Và khi có báo, ví dụ như sếp muốn đề xuất làm một cái báo cáo mới thì lại bắt đầu lại quy trình, lại bắt đầu tổng hợp từng file của ban ngành và các phòng lại tổng hợp lại rồi làm một thành một file báo cáo mới. Và ngoài ra thì với cách làm này thì thường báo cáo sẽ thiếu hiệu quả, rất chậm trễ và thiếu tính chính xác. Thì ví dụ như là mình có hai phòng ban và hai phòng ban này đều được cung cấp dữ liệu, nhưng mà phòng ban A tổng hợp ra một số như là doanh thu đạt được 1 tỷ, nhưng mà đến phòng ban B tổng hợp lại được một số lại ra 1,5 tỷ. Thế là trong buổi họp thì hai phòng ban lại cãi nhau xem là số ai đúng số ai sai. Thì chúng ta phải tránh cái việc dụng con tránh cái việc này bằng cách là sử dụng các phần mềm bằng máy. Khi đấy chúng ta chỉ cần quy trình và máy sẽ tự động tính toán cho chúng ta, và chúng ta sẽ không mất thời gian về cái việc tranh luận xem mà số của ai đúng, số của ai sai nữa. Thì đây là cấp độ 1 và cấp độ 2. Và sang đến cấp độ 3 là báo cáo về quản trị. Thì mục đích của cái cấp độ 3 này là thường là được phục vụ bởi ban quản trị và điều hành. Và quản lý có thể nhìn vào để biết được vùng nào đang làm tốt, vùng nào làm chưa tốt. Báo cáo thường sẽ có dạng drill down. Ví dụ như các bạn đang nhìn trên hình thì thấy báo cáo balance scorecard này được chia làm 4 mảng chính. Mảng đầu tiên sẽ là tài chính, mảng thứ hai sẽ là khách hàng, mảng thứ ba sẽ là nội bộ, và mảng thứ tư sẽ là học hỏi và phát triển. Và ví dụ như là ở cái mảng tài chính đang có doanh số bán xe đang là thấp mà chưa đạt được kế hoạch, thì thường sẽ có một dashboard drill down tập trung về cái báo cáo doanh số để xem chi tiết các chỉ tiêu bên trong báo cáo doanh số, ví dụ như là doanh thu trên từng mét vuông, doanh thu theo sale, doanh thu theo từng cửa hàng, để biết được là cửa hàng nào đang làm chưa tốt, cửa hàng nào đã làm vượt kế hoạch và chưa vượt kế hoạch. Thì đây là cấp độ 3. Sang đến cấp độ 4, cấp độ 4 này là một nâng cao của cấp độ 3, là thay vì với các báo cáo được xây dựng sẵn thì nhân viên được phân quyền dữ liệu, ví dụ như nhân viên được phân quyền dữ liệu để xem vào doanh thu, lợi nhuận, chi phí chẳng hạn, thì nhân viên có thể tự động truy cập vào dữ liệu đó và mang cái dữ liệu đó về máy tính cá nhân của nhân viên và tự xây dựng các dashboard và để phân tích và phục vụ cho nhu cầu của công việc. Thì đây là cấp độ 4, tức là self service analysis, là tự phục vụ. Sang đến cấp độ 5 là cấp độ cao cấp hơn. Ở cấp độ này thì hệ thống sẽ có tính dự báo vào các dữ liệu đã có. Hệ thống cũng có thể dự báo theo mùa. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng hệ thống này để xác định được mối quan hệ giữa các sản phẩm. Thì với các doanh nghiệp bán lẻ hoặc đặc biệt là các đại lý bán lẻ như là Big C, Vinmart hoặc là Hapro, thì thường họ sẽ phân tích là người dùng khi mua sản phẩm A thì hay mua sản phẩm B nào, từ đó họ sẽ luận ra được mối quan hệ giữa các sản phẩm và đưa ra các chính sách như là marketing hoặc là promotion để thu hút khách hàng hơn. Và đến cấp độ 6 là cấp độ actionable insight. Ở cấp độ này thì là hệ thống tự đưa ra quyết định. Và khi hệ thống đạt đến cấp độ này thì ví dụ ở trong hệ thống phát hiện ra là kho ở cửa hàng A sắp hết một loại mặt hàng, hệ thống sẽ tự động cảnh báo và recommend đến cửa hàng là đang thiếu mặt hàng này và cần phải bổ sung gấp. Ngoài ra thì hệ thống nếu mà được cấp quyền đầy đủ
thì hệ thống có thể tự đặt đơn với các nhà cung cấp và yêu cầu bổ sung một số lượng cụ thể. Thì với cấp độ 6 này sẽ là cấp độ cao nhất ở trong các cấp độ BI. Và cấp độ này thì máy sẽ tự động giúp con người đưa ra quyết định mà không cần phải chờ. Mọi người có thể thấy ở trên màn hình là kiến trúc hệ thống BI điển hình mà công ty mình thường áp dụng với các doanh nghiệp. Ở đây mọi người có thể thấy có 8 layer tất cả, và trung tâm của cái 8 layer này sẽ là data warehouse nằm ở layer 5. Đầu tiên ở layer 1 sẽ là nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu này thì có thể lấy từ nhiều kho, nhiều server và hoặc là thậm chí file Excel được lấy trực tiếp từ các phần mềm nghiệp vụ. Đến layer thứ hai sẽ là bước đồng bộ dữ liệu. Và sau khi đồng bộ dữ liệu thì chúng ta sẽ dùng để sang tới layer 3 là staging, lấy dữ liệu thô và đưa vào bước tổng hợp là ETL. Và sau khi được dữ liệu được tổng hợp thì toàn bộ dữ liệu được tổng hợp sẽ được đẩy vào data warehouse, và các bước tiếp theo như là tính toán và phân tích khai thác dữ liệu sẽ làm ở trên data warehouse này. Sau khi dữ liệu được phân tích và tính toán thì để mà trình diễn được dữ liệu thì hệ thống sẽ sử dụng các công cụ BI trình diễn BI như là Tableau, Oracle BI hoặc là Power BI để phân tích và đưa báo cáo, đưa dashboard đến tay người dùng. Và để quản lý phân quyền người, và layer thứ 8 tức là layer cuối cùng, tức là để quản lý và phân quyền người dùng, tức là ở đây người dùng có thể được xem báo cáo nào hoặc là được truy cập đến dữ liệu nào, được xem những dữ liệu gì, thì ở tầng 8 này sẽ là admin quản lý và phân quyền cho người dùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số công cụ BI phổ biến trên thế giới. Và ở trên thế giới này thì có khoảng 5 công cụ BI phổ biến nhất. Đầu tiên là Tableau, tiếp theo sẽ đó là Power BI, Oracle BI, SAP và Qlik. Trong 3 năm trở lại đây thì Power BI đang vượt lên rất nhanh và hiện tại đang đứng đầu độ phổ biến và cũng như là mức độ được sử dụng trên thế giới. Trước đó thì là Tableau, còn Oracle BI, SAP và Qlik thì chưa được bằng Power BI với Tableau, chưa được phổ biến bằng. Thì trên phần vừa rồi thì mình có trình bày qua về phần mô hình triển khai BI, các cấp độ BI và các kiến trúc BI trong doanh nghiệp. Thì nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người cứ chat vào phần chat thì cuối giờ mình trả lời nhé. Sau cái phần này chúng ta sẽ đi tiếp đến phần một số lưu ý khi thiết kế báo cáo dashboard. Thì thường khi mình làm thiết kế báo cáo thì mình sẽ để ý đến bốn nội dung. Nội dung đầu tiên mình nghĩ đến là đối tượng người dùng là ai, và cái thứ hai là sử dụng visual sao cho hiệu quả, và cái thứ ba sẽ là tập trung vào các yếu tố quan trọng nào, và cái thứ tư mà mình sẽ tập suy nghĩ như một designer. Ở đầu tiên chúng ta sẽ hướng tới các đối tượng. Thì trước khi bước vào phần này, trước khi bước vào thiết kế báo cáo, thường mình sẽ đặt ra câu hỏi là ai sẽ là đối tượng mình hướng tới, và ai và họ cần gì, cần họ cần biết gì và cần phải làm gì. Thì ở đây thì mình sẽ tập trung vào đến khán giả hoặc người dùng, cơ chế giao tiếp, tông tông ở đây thì có thể là tông của báo cáo, hoặc là ví dụ như là mình muốn thể hiện một báo cáo dựa theo màu sắc chẳng hạn, mình có thể sử dụng các gam màu mạnh mẽ, gam màu sáng hoặc gam màu lạnh để thể hiện báo cáo và phù hợp với cả khách hàng. Thường thì với các tông màu để có thể dễ dàng nhận biết thương hiệu, thường mình sẽ để cái tông màu phù hợp với cả logo của doanh nghiệp. Ví dụ như là logo của công ty mình là đỏ và đen chẳng hạn, thì mình cũng thường cũng sẽ dùng tông đỏ, đen và trắng để thiết kế báo cáo. Thì lúc đấy khi mà mình trình bày lên các sếp hoặc là các người quản lý ấy, thì họ sẽ với các cái tông màu dễ dàng nhận biết thương hiệu này, họ cũng sẽ có một thái độ dễ dàng hơn khi mà họ tiếp nhận cái báo cáo.
Ngoài ra thì việc tạo ra sản phẩm thì cũng cần phải hiểu biết sâu sắc về bối cảnh và tình huống, và điều này sẽ giúp giảm số lần lặp lại và tạo thành một cái báo cáo có ý nghĩa cho hơn cho người xem. Phần đến thứ ba là sử dụng visual sao cho hiệu quả. Thì ở đây trước khi nghĩ đến một cái biểu đồ mà có ý gọi là cao siêu thì thường mình sẽ nghĩ đến các chart, các mô đồ phổ biến, dễ tiếp xúc, dễ làm quen, dễ hiểu với cả người dùng mà không mất nhiều thời gian giải thích. Ví dụ như là các chart, các mô đồ như là bảng biểu này, bản đồ nhiệt, biểu đồ line khi mà mình muốn thể hiện xu hướng này, biểu đồ cột để mình so sánh, biểu đồ map để mình muốn biết được là độ phân bổ, độ phân phối của sản phẩm hoặc doanh thu theo các vùng như thế nào. Distribution cũng vậy, và scatter plot là để theo dõi mối quan hệ giữa các measure với nhau và dựa theo đa các dimension. Ngoài ra thì mình có một lưu ý là để sử dụng visual hiệu quả thì chúng ta cũng không nên lạm dụng pie chart và donut. Pie chart và donut chỉ hiệu quả khi mà chúng ta, ví dụ như với dimension chứa khoảng 6 thành phần, 5 6 thành phần, thì khi đó chúng ta nên dùng pie chart và donut. Nhưng mà với cái dimension mà nó có nhiều thành phần hơn, ví dụ đến tầm 10 thành phần chẳng hạn, thì khi mà chúng ta sử dụng biểu đồ pie chart hoặc cả donut ấy thì biểu đồ sẽ chi chít và rất là gây khó nhìn cho người dùng, thậm chí là label nó cũng không đủ chỗ để hiện lên, và lúc đấy người dùng sẽ phải đưa chuột vào và click để xem chi tiết thông tin của cái phần đấy, nó cũng khá là bất tiện. Và mình có thể giảm thiểu cái cách này bằng cách là không lạm dụng pie chart, và mình có thể chuyển sang bản đồ dạng tree map hoặc là bản đồ polygon, thì lúc đấy sẽ hiệu quả hơn. Có một lưu ý nữa là mình cũng không sử dụng biểu đồ có dạng 3D, ví dụ như ở trên Excel có một số biểu đồ có thể thiết kế dạng 3D trông thì hay ho ấy, nhưng mà khi mình đưa lên báo cáo ấy, nó sẽ gây khó nhìn và người dùng cũng phải nhìn thêm một chiều nữa. Bình thường mình nhìn báo cáo là mình vào chiều không gian là có hai chiều thôi, bây giờ mình sẽ bổ sung thành 3D, tức là bổ sung thêm một chiều không gian nữa, thì lúc đấy lại gây khó khăn cho người nhìn hơn, người nhìn lại phải suy nghĩ. Thì đây là một số cách phổ biến mà mình hay dùng khi đưa vào để sử dụng một cái visual sao cho hiệu quả. Tập trung vào yếu tố quan trọng. Ở đây thì trước khi vào thì tưởng tượng là bạn có một tờ giấy trắng, và khi nhìn vào cái tờ giấy trắng đấy thì mình không biết nhìn vào đâu. Như ví dụ nhìn vào màn hình thì mình đang thấy toàn bộ màn hình là màu trắng này, và khi mà một tờ giấy trắng đó có một vết chấm thì chắc chắn điều đầu tiên mình nhìn là nhìn vào cái chấm đấy. Và nếu mà tờ giấy có nhiều cái vết chấm ở trên tờ giấy thì mình lại nhìn vào các vết chấm khác, và thì từ đó suy ra là để thiết kế một cái báo cáo thì cũng nó cũng như một cái tờ giấy trắng vậy, thì mình cũng tránh các yếu tố gây lan man, sao nhãng và bối rối cho người dùng. Mình sẽ đưa những các thông tin cần thiết và quan trọng vào trong báo cáo, tránh việc là mình đưa quá nhiều báo cáo, quá nhiều dashboard, quá nhiều biểu đồ vào trong một dashboard. Khi đấy biểu đồ và báo cáo sẽ gây khó nhìn, rất là khó nhìn. Tuy là với cái bảng dashboard đấy có thể có nhiều hình và nó chứa nhiều thông tin hơn, nhưng mà thật sự thì xem thì nó không có nhiều ý nghĩa. Chúng ta nên giới hạn ở trong một biểu đồ, ở trong một dashboard đến từ 5 hoặc là đến 6 cái biểu đồ mình thấy là vừa. Và chúng ta có thể bổ sung, ngoài các biểu đồ ra thì chúng ta có thể bổ sung các dạng chữ, báo cáo dạng chữ, ví dụ như là số tổng quan hoặc như là tổng tổng số doanh thu, tổng số chi phí, tổng lợi nhuận là bao nhiêu, tăng giảm như thế nào so với kỳ trước, tăng giảm như thế nào so với cùng kỳ, hoặc là bao nhiêu so với kế hoạch. Thì với người quản lý hoặc là người dùng ấy, họ chỉ cần biết cái số đấy thôi. Còn để mà chi tiết và drill down thì chúng ta có thể đưa các biểu đồ vụ cho chi tiết và drill down đấy sang một cái dashboard khác, và người dùng có thể vào cái dashboard đấy để xem chi tiết thay vì mình nhét tất cả vào một cái báo cáo tổng quan như vậy. Và
Khi mà thiết kế thì thường mình sẽ áp dụng một số quy tắc và thói quen người dùng khi thiết kế. Ví dụ như là nhận thức, thị giác, thói quen, màu sắc, sự tương phản và khoảng cách. Ví dụ như là với người bình thường, khi xem một báo cáo, thường mắt của họ sẽ đưa từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Thì mình cũng có thể dựa vào yếu tố này để mình thiết kế báo cáo. Ví dụ như là mình đưa những thông tin quan trọng cần thiết muốn xem, ví dụ như là số tổng này, so với kế hoạch này, so cùng kỳ, so kỳ trước, thì mình có thể để ở phía bên góc trái trên cùng. Và các thông tin chi tiết bổ sung cho cái số tổng quan đấy mình có thể đi, mình đặt lần lượt từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Thì khi đấy thì người dùng sẽ chỉ cần đưa mắt từ trái sang phải để trên dưới có thể nắm được hết nội dung của báo cáo, thay vì cứ phải đưa mắt lung đi chỗ này xong lại nhìn chỗ khác, lúc đấy sẽ gây sao nhãng cho người dùng. Thói quen, ví dụ cũng tùy một số doanh nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp này thì cũng có thói quen nhìn từ trái sang phải, nhưng mà doanh nghiệp khác lại thích thói quen nhìn từ trên xuống dưới và thích nhìn báo cáo theo kiểu chiều dọc và được kéo thả, không phải dùng chuột để lăn. Thì mình cũng có thể dựa vào thói quen của người dùng này để mình thiết kế báo cáo sao cho phù hợp với cả nhu cầu và thói quen người dùng. Ngoài ra thì nếu mà mình một số trường hợp mình đặt mình vào vị trí người dùng mà thấy cái thói quen của người dùng này chưa hợp lý cho lắm, thì mình cũng có thể vận dụng một số lý thuyết hoặc là mình có thể xây dựng một cái báo cáo để thay đổi thói quen người dùng, tập cho người dùng cách nhìn báo cáo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới để phù hợp với cả số đông. Thì cái đấy là cũng tùy trường hợp thôi. Mình có thể dùng một số kiến thức mình tư vấn lại cho bên người dùng, và người dùng nếu hiểu được thì họ sẽ chấp nhận cái điều đấy. Còn nếu mà trong trường hợp họ nhất quyết không chịu thì mình cũng phải đành làm theo ý của doanh nghiệp vậy. Ngoài ra thì có màu sắc, thì như vừa nãy mình có nói thì chúng ta cũng có thể dùng một gam màu. Thường thì gam màu thì mình sẽ đi theo gam màu của logo, nhưng mà với một số báo cáo khác như là phục vụ mang tính cá nhân thì mình thường sẽ sử dụng gam màu lạnh. Gam màu lạnh này thì đỡ bị gây nhức mắt và rối mắt cho người dùng. Ví dụ gam màu lạnh gồm có màu trắng, màu xanh, màu đen, và với gam màu nóng thì như là màu đỏ, màu cam, màu xanh lá, màu vàng, thì thường mình sẽ dùng với gam màu nắng để với các báo cáo có tính cảnh báo, dự báo và các một số báo cáo đặc thù khác. Thì cũng tùy từng trường hợp mình sẽ sử dụng các gam màu khác nhau. Và sự tương phản ở đây cũng khá là quan trọng. Ví dụ như là mình muốn làm nổi bật cái báo cáo này lên bằng cách là mình có thể để cái phông màu xám và hoặc màu đen, rồi cái dashboard này mình sẽ để một màu khác nhạt hơn cái màu đấy. Nữa như là mình sẽ để cái dashboard, cái biểu đồ đấy là có nền trắng và nền của dashboard là màu xám, thì khi đấy khi mà người dùng nhìn vào trong cái dashboard họ sẽ biết đâu sẽ là vị trí của cái biểu đồ này, nó sẽ được nổi bật hẳn lên so với cái hình. Thay vì mình để blend hết tất cả các màu, cả dashboard, cả sheet, cả các biểu đồ, cả nền của dashboard là thành một màu như màu trắng hạn, gây khó nhìn cho người dùng. Ngoài ra thì còn có một yếu tố liên quan nữa là yếu tố về khoảng cách. Yếu tố về khoảng cách này thì cũng khá là quan trọng. Khi mình đưa các biểu đồ và các báo cáo lại vào trong một khung nhìn ấy, thì thường mình sẽ để một khoảng cách nhất định giữa các báo cáo. Việc này thì giúp cho các báo cáo đỡ bị rối. Khi mình thiết kế báo cáo mà các biểu đồ không có khoảng cách với nhau thì người dùng cũng rất là khó nhìn. Họ sẽ phải để ý xem là hết cái vùng này là sang đến cái vùng khác mà không hề có khoảng cách giữa các biểu đồ, và họ cũng sẽ gây khó khăn khi cho họ theo dõi cái báo cáo hơn. Thì nên khi mình thiết kế báo cáo thường mình sẽ để một khoảng cách bằng nhau, và ví dụ như là mình để khoảng cách khoảng tầm 4 đến 5 pixel mình thấy là vừa. Với các báo cáo mà có nhiều hình thì mình sẽ để nhỏ hơn, khoảng cách giữa các biểu đồ sẽ khoảng tầm 2 pixel thôi chẳng hạn.
Đấy là một số yếu tố quan trọng và mình có thể mình thường áp dụng khi mà mình xây dựng các báo cáo. Và cuối cùng sau khi mình thiết kế xong thì thường mình sẽ suy nghĩ thêm là một nếu là mình là một designer, một người thiết kế báo cáo thì mình sẽ tập trung vào những cái gì. Thì đầu tiên mình thường sẽ là áp dụng các khái niệm thiết kế về truyền thống. Xem dữ liệu với và sau đó thì xem dữ liệu này là chúng ta sẽ làm được gì. Ví dụ như là để so sánh thì chúng ta có thể dùng biểu đồ cột. Để xem mối quan hệ thì chúng ta có thể dùng biểu đồ scatter plot. Và biểu đồ tăng trưởng, với tăng trưởng thì chúng ta có thể dùng biểu đồ dây. Sau khi thiết kế các biểu đồ cơ bản xong thì chúng ta có thể nghĩ thinking outside the box, tức là mình sẽ đưa thêm một số khả năng để phát hiện khám phá thêm một số khả năng để thể hiện dữ liệu. Thì ví dụ như là chúng ta so sánh doanh thu các vùng thì chúng ta có thể sắp xếp từ doanh thu từ cao đến thấp. Nhưng mà mình có gặp một trước mình có làm cho một bên bán lẻ bán thuốc thuộc ngành bán lẻ thuốc thì thường họ không quan tâm đến là vùng nào có doanh thu cao đâu. Họ sẽ quan tâm là vùng nào có doanh thu thấp và họ tập trung hoàn toàn các mục tiêu vào trong cái vùng có doanh thu thấp đấy. Họ sẽ được sự họ, đấy họ biết được cái vùng nào là còn yếu, vùng nào làm chưa tốt. Từ đấy họ sẽ đưa ra quyết định và bổ sung, ví dụ như là bổ sung nhân sự thêm cho cái vùng đấy này, hoặc là có một chính sách marketing riêng, một chính sách promotion riêng cho riêng cái vùng đấy luôn. Và từ đấy thì doanh thu của vùng đấy tăng lên. Thế lại đẩy các doanh thu của vùng khác xuống thì họ lại tập trung vào cái doanh thu cái vùng có doanh thu thấp đấy, họ phân tích tại sao là cái doanh thu vùng đấy lại thấp hơn và họ lại đưa ra một số chiến lược cụ thể để kích thích cái doanh thu của cái vùng đấy lên, và họ làm đến khi nào mà doanh thu của các vùng đạt đến mức đồng đều thì họ sẽ dừng lại và tập trung vào sang mảng khác. Ví dụ như là họ thay vì sau khi đạt đến doanh thu vùng họ lại quay sang là doanh thu đến cửa hàng. Sau khi quan tâm đến doanh thu cửa hàng thì họ lại quay tiếp để đến nhân viên sale. Ví dụ như là họ có với cái doanh nghiệp này thì một nhân viên sale họ sẽ quản lý khoảng tầm mấy hộ dân ấy, hoặc là mấy mấy xã, mấy phường, thì họ sẽ xem là cái nhân viên này làm việc như thế nào, họ để ý doanh số hoặc là doanh thu trung bình của cái nhân viên đấy ra làm sao, rồi họ lại lúc đấy họ đưa ra quyết định. Ví dụ thanh doanh nhân viên sale này làm việc chưa tốt thì họ có thể đào tạo hoặc là thay thế, nếu mà đào tạo không được nữa thì họ lại họ tìm một phương án thay thế là họ sẽ dùng một người khác thay cho người cũ. Thì đấy là cách thể hiện dữ liệu mới mà họ quan tâm. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể đưa người dùng đến một lăng kính mới, một góc nhìn mới. Ví dụ như là khi so sánh sức mua của khách hàng thì chúng ta có thể biết được sản phẩm nào được ưa chuộng, sản phẩm nào không, sản phẩm nào thường đi kèm với nhau. Và tại sao và với một góc nhìn khác ấy, thì chúng ta sẽ không theo dõi sức mua của khách hàng nữa mà chúng ta sẽ theo dõi mối quan hệ giữa các sản phẩm. Ví dụ như là sản phẩm A hay đi người dùng hay khách hàng hay mua với kèm với cả sản phẩm B. Khi đấy thì chúng ta nếu mà chúng ta ra một cái chiến lược marketing là mua một tặng một chẳng hạn, hoặc là mua A sẽ tặng kèm B, hoặc là một cái promotion gì đấy, thì lúc đấy sẽ kích thích được thói quen người dùng của khách hàng. Và lúc đấy thì doanh thu của cái mặt hàng cả A cả B đều sẽ tăng lên và số lượng bán ra sẽ được nhiều hơn. Thì đấy cũng là một cách để mình tự cung cấp cho người dùng một cái góc nhìn mới. Đến phần tiếp theo thì là một số lưu ý khi lựa chọn biểu đồ. Thì ở đây mình sẽ có một cái mind map là mình đầu tiên mình đặt câu hỏi là mình muốn thể hiện cái gì. Đầu tiên là mình sẽ có bốn phần chính, đầu tiên là so sánh, phân bố, mối quan hệ và vị trí. Thì với các mối ví dụ với các mỗi phần thì mình sẽ lại chia nhỏ, mình sẽ lại có một số bảng và một số biểu đồ phục vụ cho một nhu cầu khác nhau. Ví dụ thường là với mối quan hệ về các giữa hai biến và hoặc là nhiều biến
thì chúng ta có thể dùng biểu đồ scatter plot với độ với để với cái độ phổ biến hoặc là độ phân phối. Thì chúng ta ngoài cái scatter plot ra thì chúng ta có thể dùng biểu đồ histogram hoặc là line histogram để sử dụng để biết được độ phân bổ khách hàng. Thì thường với cái distribution này thường được áp dụng với cả người dùng nào có nhu cầu tìm hiểu về đặc tính của khách hàng hạn, ví dụ như là họ sẽ phân bổ theo là số lượng người dùng ở độ tuổi là bao nhiêu, ví dụ như là từ thấp đến cao, từ 18 tuổi cho đến 70 chẳng hạn, thì số lượng người dùng sẽ tập trung vào ở khoảng nào, thì họ có thể sử dụng biểu đồ phân bổ này để biết được là nhóm tuổi nào sẽ là số lượng người dùng được cao nhất. Ngoài ra thì để so sánh, chúng ta có một số biểu đồ như biểu đồ cột này, biểu đồ vùng, họ cũng thể dùng biểu đồ dây. Chúng ta sẽ đưa các nhiều dây lại với nhau để biết được dây nào cao hoặc là dây nào đi lên hay đi xuống, xu hướng như thế nào. Và có cái cuối cùng là một thể hiện độ phân bổ. Ở đây chúng ta cũng có thể dùng một số biểu đồ như là biểu đồ cột nhưng mà có dạng stack, tức là các cột chồng lên nhau, hoặc là biểu đồ aerial, biểu đồ pie chart, biểu đồ thác đổ, hoặc là biểu đồ chi map. Thì đây cũng là một số cách khi để mình lựa chọn biểu đồ được. Và với các biến như thế này, dữ liệu như thế này, nhu cầu người dùng ra làm sao, thì mình có thể dựa vào cái hình này để mình xây dựng biểu đồ. Hình như mình chia sẻ hơi nhanh hay sao? Thì đến đây là phần nội dung cuối cùng của cái buổi này mình muốn chia sẻ. Và buổi này mình sẽ muốn tập trung vào trả lời câu hỏi của một số người. Và mọi người nếu mà có câu hỏi thì cứ chat hoặc là bật mic voice lên để mình trả lời nhé. Mình có một câu hỏi của chị Thị Võ. Thì câu hỏi là mô hình triển khai yêu cầu về thời gian và phần cứng như thế nào? Cái này thì với yêu cầu thời gian thì em chưa hiểu chị hỏi yêu cầu thời gian về là gì. Nhưng với phần cứng thì cũng tùy vào mức độ của dự án. Ví dụ như là với dự án to, dữ liệu nhiều thì mình cần có một cái server đủ khỏe và đủ mạnh để chứa RAM đủ to này, dung lượng đủ lớn để có thể chứa được dữ liệu. Ví dụ như là với các doanh nghiệp nhiều dữ liệu như là khách hàng thì thường mình khuyến nghị server sẽ có khoảng tầm 1 đến 2 GB, 1 đến 2 T để chứa dữ liệu. Ngoài ra với các doanh nghiệp nhỏ với số lượng nhân viên là chưa đến 50 người thì mình cũng sẽ khuyến nghị là một cái server có cấu hình vừa phải và phù hợp với cả túi tiền cũng phù hợp, cũng như là phù hợp với cả nhu cầu của doanh nghiệp đó, chứ không phải cố định lúc nào cũng có một mức. Tất nhiên là nó cũng sẽ có một phần cấu hình tối thiểu với các server, thì cái đấy thì với tùy với tất cả từng công cụ. Ví dụ như là Tableau thì yêu cầu phần cứng như thế này, Power BI yêu cầu công cụ phần cứng như khác, thì cũng tùy vào một số trường hợp và tùy một số dự án thì mình có thể điều chỉnh mức đấy. Nói chung là cũng tùy vào nhu cầu và mong muốn của doanh nghiệp thôi. Cái đấy thì mình có thể điều chỉnh được. Mô hình triển khai có thể hoàn toàn trên cloud hoặc là tùy chọn được không? Thì cái đấy cũng tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp. Hiện nay thì mình cũng có triển khai một số dự án ở trên hoàn toàn trên trên cloud bằng công cụ Tableau. Thì với công cụ này thì ở với trên cloud thì thường ít được ít sử dụng, tại vì thường doanh nghiệp muốn bảo mật, tự bảo vệ dữ liệu của mình thay vì tin tưởng đưa trên lên cloud và quản lý bởi Tableau. Tất nhiên thì Tableau cũng họ cũng sẽ có một số chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng và của khách hàng, và họ cam đoan là sẽ bảo mật. Mà thường thì doanh nghiệp, ví dụ như mình thường làm cho doanh nghiệp nhà nước thì thường sẽ sử dụng server vật lý thay vì server cloud, và mình có thể chọn được đó. Ở đây mình có hai lựa chọn, một là mình dùng cloud, hai là mình dùng server. Cái đấy thì cũng tùy nhu cầu của mình thôi chị ạ.
Với Tableau Prep thì hiện tại mình cũng có chưa sử dụng, mình cũng chưa chuẩn bị, nhưng mà mình có thể thể hiện cho show cho bạn một số cái một tí. Đây mình có bật cái Tableau Prep Builder này lên, và ở đây có một số ví dụ, mình có thể sử dụng ví dụ này để giải thích cho bạn nhé. Ở đây thì ở cái ví dụ này, Tableau Prep nó sẽ kết nối tới bốn nguồn. Nguồn đầu tiên sẽ là order sao này, nguồn 2015, nguồn thứ hai sẽ là order east, và thứ ba order west, và nguồn thứ tư sẽ là central. Và với mỗi nguồn này, Tableau Prep sẽ có một bước là như ở cái nguồn này, đầu tiên họ sẽ là bước remove những cái dữ liệu null đi. Cả ở bước clean thứ hai, họ sẽ với cái bảng order east này, họ sẽ fix cái data, fix cái kiểu dạng đã sửa lại kiểu dữ liệu cho một số trường. Và đến cái nguồn thứ ba thì có thêm một bước là thay đổi tên của các bang. Và đến nguồn thứ tư thì họ sẽ có một bước nữa là sửa ngày. Và với các từng bước thì ví dụ mình có thể click vào từng bước để mình biết được xem là dữ liệu đang như thế nào. Ví dụ như là với cái order sao này, họ sẽ có một bước là remove ở đây. Và mọi người có thể thấy là với cái chain này, đó, mình thấy có chain là số lượng chain thay đổi là một. Thì ở đây mình có thể thấy bước là đây có bước là filter null, và mình sẽ click vào mình sẽ chọn ra được là ở đây mình đã có một bước là loại bỏ những giá trị null đi. Thì tương tự với các bước clean khác thì mình cũng có thể click vào và mình xem cái sự thay đổi ở phía bên tay trái này. Thì sau khi làm sạch dữ liệu, bước tiếp theo là sẽ là bước union. Thì mọi người có thấy là sau khi clean này, bốn nguồn tập hợp lại với nhau và sẽ tạo ra một cái nguồn mới, là sau khi union tất cả bốn cái nguồn này vào. Ngoài ra thì sau khi union, họ có thêm một nguồn thứ năm nữa, và cũng sau khi được clean, ở clean đây gồm có 6 bước này, gồm có thêm trường tính toán và thay đổi tên cột và group value lại với nhau. Và sau khi mà chúng ta được cái trường cái tập hợp union này, chúng ta sẽ join, đấy sẽ một bước join giữa cái bốn cái nguồn bên trên và cái nguồn return này. Join ở đây thì mình có thể nhìn thấy là mình có join bằng join right, và sử dụng các trường như là product ID để join và order ID để join. Và sau khi chúng ta có nguồn mới thì cũng sẽ có một bước là clean. Và từ đây mọi người có thể thấy là với cái Tableau Prep này thì mình có thể thấy một cái workflow của từng nguồn, từng bước như nào, và cuối cùng là sẽ ra một cái đầu ra. Và mình sẽ sử dụng cái đầu ra để thay cho việc mình sử dụng desktop mà mình kết nối với cả bốn nguồn, và mình sẽ phải clean ở trên Tableau desktop. Thì nếu mà mình dùng Tableau Prep này thì mình sẽ làm dễ hơn, và mình cũng sẽ làm sạch dữ liệu sạch hơn là khi mình sử dụng trên Tableau desktop. Thường thì mình cũng khuyến nghị người dùng cá nhân ấy, tức là ví dụ một phòng ban mà họ muốn tự sử dụng Tableau để xây dựng dữ liệu, thường mình sẽ bảo họ là dùng kèm thêm cái Tableau Prep Builder này để làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào Tableau Desktop. Và khi mà dữ liệu xuất ra ở Tableau Prep Builder thì mình có thể lưu lại dưới hai dạng. Một là dạng là Tableau Hyper, tức là dạng data extract của Tableau ấy. Và dạng thứ hai sẽ là dạng Excel, nhưng mà sẽ có đuôi là CSV. Thì cũng tùy vào nhu cầu sử dụng thôi. Nếu mà mình muốn cho performance mà nhanh, mà cũng để cho dashboard thể hiện là nó nhận có tốc độ cao hơn, thì mình sẽ dùng suộc Hyper. Mà mình nếu mà muốn để răng xả Excel, mà mình muốn đưa cái nguồn dữ liệu này để làm phục vụ mục đích công việc khác ấy, thì mình có thể lưu dưới dạng CSV. Thì cũng tùy vào nhu cầu. Ngoài ra thì với Tableau Prep thì mình cũng có thể upload cái flow này lên trên server của mình bằng cách là mình chọn cái server ở đây, mình đăng nhập và mình public cái flow này. Và người dùng nào mà có, hoặc là tài khoản nào mà được phân quyền truy cập vào workflow này, cũng có thể sử dụng cái workflow này trực tiếp ở trên server để vẽ báo cáo luôn, thay vì mình phải gửi cái
file dữ liệu đã được extract dạng hyper cho người khác thì người dùng khác cũng có thể lên server và trực tiếp dùng cái workflow đấy để vẽ báo cáo. Thì đấy là công dụng của Tableau Prep. Và nó cũng giúp khá nhiều trong việc là mình chuẩn bị dữ liệu và cũng như là xây dựng báo cáo. Ý kiến đánh giá của bạn về Power BI và Tableau. Mình cũng đã sử dụng cả Tableau và Power BI. Mình sử dụng Tableau được 3 năm rồi, Power BI thì 2 năm. Thì cũng chia sẻ với cả mọi người ý kiến cá nhân của mình về Tableau và Power BI. Thì mình thấy Tableau dễ sử dụng hơn. Nhưng mà Power BI thì có một đặc điểm là nó lại thân thiện với cả người dùng mới. Tức là với những người mới mà cũng ít kiến thức về data hoặc là ít biết ít về code thì họ cũng có thể sử dụng Power BI để có thể kéo thả được các biểu đồ đơn giản. Nhưng mà để mà phân tích chuyên sâu thì mình đánh giá cao Tableau hơn. Cả hai đều có máy học nhé. Tableau thì có Explain Data mà Power BI thì cũng có Quick Insight. Nhưng mà Power BI thì cần kết nối mạng. Còn Tableau thì nó là nằm trong phần mềm mà mình có thể dùng offline luôn. Và ngoài ra thì Tableau, ngôn ngữ code của nó ấy, thì khá là logic. Tức là mình có thể dùng ngôn ngữ code ví dụ như là if, then, else. Mình nói như một câu bình thường như là nếu thì hoặc là. Mình có thể viết cái code đấy theo cách mình hiểu. Còn với Power BI để mà được thành thạo, để lên mức được thành thạo và chuyên sâu sử dụng thì chúng ta phải học về Power Query và DAX, hàm code DAX. Để mà học được hàm code DAX và Power Query này cũng mất khá nhiều thời gian để làm quen và cũng như có thể sử dụng được. Nhưng mà một khi làm quen rồi và biết cách sử dụng thì làm việc với cả Power BI sẽ rất là nhanh và dễ hơn với so với Tableau. Ngoài ra thì Power BI cũng có một nhược điểm mà mình không thích cho lắm. Ví dụ như là khi mà mình muốn xây dựng một biểu đồ mới thì mình phải liên hệ với cả một ông IT chuyên về phần mềm JSON. Ông ấy code cho một cái biểu đồ và mình lúc đấy thì mình mới có thể sử dụng cái biểu đồ mình mong muốn đấy. Còn với Tableau, tuy là không cần đến người khác để xây dựng biểu đồ cho mình thì mình cũng có thể tự kéo thả, tự tạo ra một cái báo cáo mới, ví dụ như biểu đồ mạng nhện chẳng hạn. Đấy, mình cũng có thể sử dụng với Power BI thì nếu mà để sử dụng được biểu đồ mạng nhện thì mình phải code ra một cái JSON. Nhưng mà với Tableau thì mình không cần phải làm thế, mình cũng chỉ việc kéo thả, kéo vài cái thả vào đúng vị trí thì mình sẽ có một cái, lúc đấy mình sẽ có biểu đồ mạng nhện rồi. Thì nói chung là cả hai phần mềm Tableau và Power BI đều có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng mà với ý kiến đánh giá cá nhân của mình thì Tableau mạnh hơn và hữu dụng hơn và dễ làm quen hơn. Thì đấy là ý kiến cá nhân của mình. Tableau có chức năng phân quyền nhé. Tableau cũng có chức năng phân quyền đến theo dòng như là Power BI. Ví dụ như là mình cũng gặp nhiều khách hàng cũng có nhu cầu phân quyền cho cửa hàng, ví dụ như là cửa hàng A chỉ được xem dữ liệu cho cửa hàng A thôi, cửa hàng B chỉ xem dữ liệu cho cửa hàng B. Thì mình có thể cấu hình cái nguồn dữ liệu sao cho có thêm một cột dimension là A và B chẳng hạn. Rồi mình sẽ lọc chi tiết từng dòng, cái dòng nào có dữ liệu có dimension là cửa hàng A thì tài khoản ở cửa hàng A mới chỉ có thể xem được. Tương tự thì với cửa hàng B, dữ liệu chỉ có thể xem được với dữ liệu có dimension là cửa hàng B thôi. Thì hai cái chức năng tương đương cũng gần giống nhau. Thì cũng được filter đến từng dòng dữ liệu, cả hai đều làm được, cả Power BI lẫn Tableau. Cả Tableau và Power BI thì mình đều sử dụng data model dưới dạng star schema. Tức là mình sẽ có một cái bảng và mình sẽ join các bảng khác với nhau để tạo ra một cái view mình mong muốn. Thì thường mình sẽ sử dụng star schema để mình thiết kế các data model.
Ngoài ra thì Tableau cũng có một cái nữa mới, không không hẳn là mới mà mình thấy ít ít được sử dụng, tức là mình sẽ xây các procedure sẵn để phục vụ riêng cho từng báo cáo. Ví dụ như với báo cáo này mình có thể xây dựng riêng một cái procedure và chỉ để phục vụ cái báo cáo đấy thôi. Mình có thể hiểu cái đấy là sẽ là một data mart, và cái data mart này nó không liên quan đến các data mart khác cả. Thì lúc đấy thì cái hiệu suất cái báo cáo performance của cái dashboard ấy, nó cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều, mà lúc đấy thì người thiết kế báo cáo ấy cũng sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như là một ví dụ đơn giản nhé, mình có yêu cầu bên kỹ thuật là tạo cho mình một cái procedure chứa số thực hiện, số thực tế này, số lũy kế và số cùng kỳ ngay trực tiếp ngay trên procedure. Và mình có thể sử dụng các số thực tế, lũy kế, cùng kỳ này mình kéo thả trên dashboard, thay vì mình phải tạo công thức này, mình phải tạo thêm một số các chiều phân tích khác. Thì lúc đấy thì cái performance của dashboard, ví dụ nó ít với cái dashboard mà nó càng ít công thức, càng ít dữ liệu thì nó sẽ càng nhanh hơn thôi. Thì mình có thì đấy là một cái phương pháp mà mình thấy cũng khá hay, là sử dụng procedure của Tableau để tạo báo cáo. Lúc đấy thì việc kéo thả và thiết kế báo cáo đơn giản hơn nhiều. Khó khăn gì khi làm báo cáo à? Mình gặp thì cũng khó khăn nhiều lắm. Khó khăn thì thường đến từ khách hàng. Thường thì nếu mà khách hàng hợp tác thì họ sẽ cung cấp dữ liệu cho mình một cách nhanh chóng, thì lúc đấy thì mình có thể truy cập vào dữ liệu rồi mình có thể thiết kế báo cáo thôi. Nhưng mà mình sợ nhất là khi gặp khách hàng mà thay đổi liên tục. Thì ví dụ như là mình thiết kế một hôm thì là yêu cầu mình thiết kế theo kiểu A, nhưng mà nhìn đi nhìn lại xong rồi cùng một hai hôm sau lại yêu cầu thiết kế cho kiểu B. Thì cứ mỗi lần sửa sửa như thế thì lại cái kéo dài thời gian dự án và nó gây ảnh hưởng chi phí ấy. Thì mình thường gặp khó khăn về vấn đề đấy. Và mình thì không biết mọi người như nào, chứ mình là mình người khá là chiều khách hàng. Nên là khi mà khách hàng có mong muốn và nhu cầu thay đổi gì thì mình thường sẽ đáp ứng yêu cầu của họ. Thì cũng đấy là một trong những khó khăn của mình hay gặp khi mà xây dựng và thiết kế báo cáo. Còn tất nhiên là khi mà mình ra một cái sản phẩm cuối cùng của mình thì mình cũng thường là mình đặt mình vào vị trí của người dùng, xem là báo cáo này có gây khó khăn hay có gây bối rối gì khi xem không. Tại vì thường các doanh nghiệp mà người mà sử dụng báo cáo của mình làm ấy, thì thường các bác ấy cũng lớn tuổi và các bác cũng không biết nhiều về công nghệ thông tin ấy. Thì mình cũng sẽ làm một cái báo cáo thường là sẽ dễ hiểu, dễ dùng và nói chung là cũng tóm tắt đủ ý thông tin nhất, và cũng không thường là không lan man quá nhiều thông tin trong một báo cáo. Và nếu mà các bác mà có nhu cầu xem thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bác sang báo cáo khác hoặc dashboard khác để xem. Thì đây là một cái chia sẻ và trường hợp thật mình thường gặp, với khó khăn mình thường gặp về cái request chain này. Làm sạch dữ liệu. Làm sạch dữ liệu thì thường mình sẽ dùng Tableau Prep để mình làm sạch dữ liệu như mình vừa trình diễn vừa show cho các bạn xem ấy. Thì ngoài ra thì mình cũng ít khi phải clean data lắm. Mình thường mình sẽ yêu cầu đội kỹ thuật là họ sẽ clean, mình yêu cầu dữ liệu có dạng này và loại bỏ như thế này đi. Thì lúc đấy kỹ thuật sẽ trả lại cho mình cái dữ liệu như mình mong muốn, và mình sử dụng cái dữ liệu đấy để mình làm. Còn nếu mà không cần tới kỹ thuật thì thường mình cũng sẽ sử dụng Tableau Prep để mình sử dụng thôi. Còn với dữ liệu sạch hay chưa ấy, thì mình thường mình sẽ khảo sát với khách hàng là cái dữ liệu này nó thường gặp lỗi gì, vấn đề gì, và có yếu tố nào chị muốn loại bỏ ra không, anh chị muốn loại bỏ ra không, thì thường mình sẽ dựa vào những cái đó để mình làm sạch dữ liệu bằng Tableau Prep. Hoặc là với Power BI thì mình sẽ sử dụng Transform Data để mình làm sạch.
Hiện tại hàng tỷ dòng thì mình chưa làm tới, nhưng mà mình có làm cho một doanh nghiệp bán lẻ xe đầu máy kéo, có dữ liệu kho của họ lên tới 21 triệu bản ghi. Thì mình Tableau có chạy được nhé, tuy là mất khoảng tầm mình đếm hôm đấy như là 2 phút thì nó mới load xong, Tableau mới load xong dữ liệu khoảng 21 triệu dòng. Còn thường mình làm về ngân hàng, trước mình làm về ngân hàng hoặc là bên bán lẻ ngành thuốc thì dữ liệu của họ tới khoảng tầm 4-5 triệu dòng, thì load Tableau của mình load trong vòng khoảng tầm 30 giây. Tất nhiên là với dữ liệu càng ít dòng thì load càng nhanh, nhưng mà đến tỷ dòng thì mình thật là mình chưa làm bao giờ. 21 triệu dòng là số lượng bản ghi mình từng làm việc nhiều nhất. Và mình cũng không khuyên mọi người nên làm dữ liệu đến hàng tỷ dòng như thế. Hàng tỷ dòng như thế thì mình nghĩ là sẽ phải có một cái công cụ khác để làm, chứ còn dùng đến hàng tỷ dòng thì chắc là Tableau load chắc cũng mất 1 tiếng mất, cả Power BI cũng thế. Mình sẽ phải chia nhỏ cái dữ liệu hàng tỷ dòng này ra. Mà với mình chia thật sẽ thật là với người dùng ấy, mà họ ấn báo cáo mà không lên luôn ấy là mình tự cảm thấy khó chịu. Ví dụ như là mình làm một cái báo cáo mà tính tầm dữ liệu nó nặng quá, khoảng tầm 10 giây nó chưa load xong là mình cũng thấy ngại với khách hàng rồi. Để mà lên tới dữ liệu hàng tỷ dòng thì đúng là bài toán khá là khoai.